Xin chào các bạn, trên tay mình đang là sản phẩm Tab 4, một sản phẩm từ năm 2013 và nó đang được bày bán tại Clickbuy với giá là khoảng hơn 4 triệu. Ngày xưa thì nó là một sản phẩm ở phân khúc tầm trung, còn bây giờ thì nó là một sản phẩm ở phân khúc tầm giá thấp. Và với một cái mức giá như thế này thì nó sẽ phù hợp với những các bạn sinh viên trẻ không có quá nhiều tiền nhưng vẫn muốn sắm cho mình một chiếc máy tính bảng để phục vụ cho việc học tập cũng như là giải trí. Và hôm nay mình xin gửi đến các bạn bài trên tay nhanh sản phẩm Tab 4 này. Tổng quát về vật thiết kế thì chúng ta vẫn có một cái ngôn ngữ thiết kế quen thuộc trên các dòng sản phẩm của Samsung thôi, với viền benzen huyền thoại bao quanh máy, và nó sẽ không tồn tại mãi một thời gian đâu mà nó sẽ bị bong chóc trong quá trình các bạn sử dụng. Ở bên trên chúng ta có logo của Samsung này, camera trước, màn hình lớn với kích thước là 8 inch và độ phân giải là 800x1280. Bây giờ chúng ta có phím home này khá giống với cả S6 và cũng được bao quanh bởi viền benzen rất là đẹp mắt. Hai phím điều hướng cảm ứng ở hai bên. Ở cạnh phải chúng ta có một cái mic phụ để quay phim này, một cái phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng, một cổng IR để điều khiển các thiết bị trong gia đình, khe cắm SIM, khe cắm thẻ nhớ. Ở cạnh dưới chúng ta có cổng micro USB. Ở cạnh trái thì chúng ta không có gì cả. Còn tất nhiên là ở cạnh trên chúng ta có jack cắm tai nghe 3.5 rồi. Và đây là toàn bộ mặt sau của máy. Về cái phần chất liệu bằng nhựa này, nó có một cái họa tiết vân vân khá là giống với các dòng Note của Samsung, nhưng mà về cái độ hoàn thiện của nó thì chắc chắn là không được bằng rồi. Camera chính của máy có độ phân giải là 3 chấm thôi và cũng có viền benzen bao quanh, và chắc chắn là nó sẽ bị xước trong quá trình các bạn sử dụng thôi, bởi vì nó được làm lồi lên hơn so với cái mặt thân của máy. Logo của AT&T này, logo của Samsung và một cái loa ngoài. Về tổng quát thiết kế của máy thì máy đẹp, mình không thấy có điểm gì đáng chê ở cái sản phẩm này cả. Nói chung là cầm rất là vừa tay, rất là vừa vặn. Có thể tay mình khá to nhưng mà khi mình cầm một tay này nó vẫn rất là thoải mái. Về phần cấu hình thì máy đang chạy con chip Snapdragon 400, tác đồ họa Adreno 305 và RAM của nó là 1.5GB. Bộ nhớ trong của nó là 16GB, hơi ít một chút nhưng không sao, chúng ta vẫn có thẻ nhớ SD để mở rộng thêm ạ. Qua rất nhiều lần đánh giá trên AnTu Benchmark thì thấy điểm số của nó chỉ là 18.000 điểm thôi, không hơn. Nhưng thực tế cho thấy nó cho ra một cái tốc độ phản hồi rất là nhanh, không đến mức là chậm chạp quá đâu như cái điểm số của nó. Các bạn có thể thấy là mình đang bật rất nhiều ứng dụng này đó, nhưng thực sự máy phản hồi rất là tốt, kể cả là mình đang chạy Alpha 8 này đó. Tất nhiên là với cấu hình medium thôi, chứ cấu hình 2 thì giật lói mắt rồi, không thể nào mà cưỡng lại được. Nhìn chung thì đây là một cấu hình tầm trung năm 2013. Đến nay thì nó khá là lỗi thời rồi, nhưng với cái sự trải nghiệm thực tế mà mình thấy thì máy phản hồi được rất là nhanh này, đáp ứng được nhu cầu giải trí chơi game của các bạn một cách rất là tuyệt vời. Không có gì quá phàn nàn với con máy này cả. Với mức giá khoảng tầm 4.5 triệu thôi thì chắc chắn là đây là một sự lựa chọn khá là tốt, mình thấy là như vậy. Đó, Alpha 8 đây. Hình như là mình đang để cấu hình 2. Đó, các bạn có thể thấy là máy khá là mượt đúng không? Rồi, ok. Héo rồi. Đó. Ngoài việc là cấu hình hơi cổ nữ sinh một chút nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu giải trí rất cao, thì mình có một điểm mà rất ưng ý ở cái sản phẩm này, đó chính là màn hình của nó. Màn hình của nó thì có độ phân giải là 800x1280, không được Full HD. Nhưng mà các bạn có thể thấy là màn hình cho ra một cái độ hiển thị rất là chi tiết này, không bị nói quá nhiều đâu. Màu sắc rất là tốt. Ở đây mình mới chỉ để độ sáng khoảng tầm 40% thôi, chứ không được mắc. Nếu mà mắc thì nó sẽ cực kỳ tươi với mắt mình xem. Có trên màn hình thì mình nghĩ là nó sẽ hơi bị chói, thì đó, mình sẽ để thấp xuống một chút. Thực sự mình thấy đánh giá rất cao ở cái màn hình này, không bị ám vàng này, độ sâu tốt vì nó là màn AMOLED, màu sắc tốt và độ tương phản rất là cao. Xét một cách tổng quan thì đây là một sản phẩm ở phân khúc giá rẻ của năm nay thôi, nhưng mà nó vẫn cho ta một cái cấu hình tuy cổ lỗ sĩ nhưng đáp ứng được cái nhu cầu trải nghiệm vẫn rất là ok. Chơi game được này, lướt web xem phim rất là mượt mà này. Tất nhiên là ở cái giao diện mặc định thôi, khi mà cái theme thiếp vào thì mình chưa biết là nó sẽ giật hay là lag nhiều không. Đó, màn hình đẹp này, camera thì cũng đủ cho các bạn chụp ảnh với 3 chấm thôi, không nhiều. Chúng ta vẫn có camera trước để tự sướng này. Và một cái điều hay ho nữa ấy, nó đến từ nhà mạng AT&T, nhưng khi lắp SIM vào thì vẫn nhận sóng 3G ở Việt Nam rất là ok, tuyệt vời luôn, không phải nghĩ gì cả. Vừa rồi là bài trên tay nhanh sản phẩm Tab 4 này. Cái bài đánh giá chi tiết thì mình xin hẹn các bạn ở các video lần sau. Xin chào.